Thi thiên 131. Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao, tôi cũng không tìm tòi những việc lớn hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình. Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Chương 8 Đức Chúa Giêsu lên trên núi Olive. Nhưng đến tảng sáng ngài trở lại đền thờ, cả dân sự đều đến cùng ngài, ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. Bây giờ các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Họ để người giữa đám đông mà nói cùng Đức Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Và trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy." Còn thầy thì nghĩ sao? Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu -xu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng, Ai trong các ngươi là người vô tội? Hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi chưa? Đức Chúa Giêsu ở lại một mình với người đàn bà, người vẫn đương đứng chính giữa đó. Đức Chúa Giêsu bây giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà bèn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng: Lại Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Người Phà-ri-si bèn nói rằng: Thầy tự làm chứng về mình thì lời chứng thầy không đáng tin. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Dẫu ta tự làm chứng về mình, nhưng lời chứng ta là đáng tin vì ta biết mình đã từ đâu mà đến và đi đâu song các ngươi không biết ta từ đâu mà đến cũng chẳng hay ta đi đâu. Các ngươi xét đoán theo xác thịt. Ta thì không xét đoán người nào hết. Nếu ta xét đoán ai, sự xét đoán của ta đúng với lẽ thật. Vì ta không ở một mình, nhưng cha là đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta. Và có chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng hai người là đáng tin. Ta tự làm chứng cho ta, và cha là đấng đã sai ta đến cũng làm chứng cho ta chúng thưa cùng Ngài rằng, Cha của Thầy ở đâu? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, Các ngươi chẳng biết ta và cũng chẳng biết cha ta. Nếu các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta nữa. Đức Chúa Giêsu phán mọi lời đó tại nơi kho, đương khi dạy dỗ trong đền thờ và không ai tra tay trên Ngài vì giờ Ngài chưa đến. Ngài lại phán cùng chúng rằng, Ta đi, các ngươi sẽ tìm ta và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Các ngươi không thể đến được nơi ta đi. Người Juda bèn nói rằng, Người đã nói các ngươi không thể đến được nơi ta đi, vậy ngươi sẽ tự tử sao? Ngài phán rằng, các ngươi bởi dưới mà có, còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Vì nếu các ngươi chẳng tin ta là đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Chúng bèn hỏi Ngài rằng, vậy Thầy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, như lời ta đã nói với các ngươi từ ban đầu, ta có nhiều sự nói và đoán xét về các ngươi, nhưng đấng đã sai ta đến là thật, và điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế gian. Chúng không hiểu rằng Ngài phán về cha. Vậy Đức Chúa Giêsu phán rằng, khi các ngươi treo con người lên, Bây giờ sẽ biết ta là ai và biết ta không tự mình làm điều gì nhưng nói điều cha ta đã dạy ta. Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Bởi Đức Chúa Giêsu nói như vậy nên có nhiều kẻ tin Ngài. Bây giờ Ngài phán cùng những người Vũ Đa đã tin Ngài rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Người Judah thưa rằng, chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ai. Vậy sao Thầy nói rằng các ngươi sẽ trở nên tự do? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi. Ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Và tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. Vậy nếu con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do. Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Abraham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. Ta nói điều ta đã thấy nơi cha ta, còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình. Chúng trả lời rằng: Cha chúng tôi tức là Abraham. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nếu các ngươi là con Abraham thì chắc sẽ làm công việc của Abraham. Nhưng hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi. Abraham chưa hề làm điều đó. Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình, chúng tôi chỉ có một cha là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến." bởi chừng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu nhưng ấy chính ngài đã sai ta đến tại sao các ngươi không hiểu lời ta ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người chẳng bền giữ được lẽ thật vì không có lẽ thật trong nó đâu khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối nhưng vì ta nói lẽ thật nên các ngươi không tin ta trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng nếu ta nói lẽ thật sao các ngươi không tin ta ai ra bởi đức chúa trời thì nghe lời đức chúa trời cho nên các ngươi chẳng nghe tại các ngươi không thuộc về đức chúa trời người judah thưa rằng chúng tôi nói thầy là người samari và bị quỷ ám há không phải sao Chúa Giêsu đáp rằng, ta chẳng phải bị quỷ ám, nhưng ta tôn kính cha ta, còn các ngươi làm nhục ta. Ta chẳng tìm sự vinh hiển ta, có một đấng tìm và đoán xét. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi. Nếu kẻ nào giữ lời ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. Người Judah nói rằng, bây giờ chúng tôi thấy rõ thầy bị quỷ ám. Abraham đã chết, các đấng tiên tri cũng vậy mà thầy nói nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng hề chết thầy lại trọng hơn cha chúng tôi abraham là người đã chết sao các đấng tiên tri cũng đã chết thầy mạo xưng mình là ai đức chúa giêsu đáp rằng nếu ta tự tôn vinh thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì ấy là cha ta làm vinh hiển ta là đấng các ngươi xưng là đức chúa trời của mình dầu vậy các ngươi chưa biết ngài đâu còn ta thì biết và nếu ta nói rằng ta không biết Ngài, ta sẽ cũng nói dối như các ngươi vậy. Song ta biết Ngài, và ta giữ lời Ngài. Cha các ngươi là Abraham đã nức lòng nhìn thấy Ngài của ta. Người đã thấy rồi và mừng rỡ. Người Judah nói rằng, Thầy chưa đầy 50 tuổi mà đã thấy Abraham. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi. Trước khi chưa có Abraham, đã có ta. Bây giờ chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu đi lén trong chúng ra khỏi đền thờ. Chương 39 Năm thứ 9 về đời sê kia vua giu tháng 10, Nebuchadnezzar vua Babylon đến với cả đạo binh mình vây thành Jerusalem. Năm thứ 11 về đời sê kia tháng 4, ngày mồng 9, thành bị vỡ, hết thải các quan trưởng của vua Babylon vào thành và ngồi cửa giữa ấy là Nẹt Gan Sarishe, Sam -ga Nebo, Sa kim làm đầu hoàng quan, Nẹt Gan Sarishe làm đầu các bác sĩ cùng các quan trưởng khác của vua Babylon. Sedekia vua Yuda cùng cả lính chiến vừa ngó thấy các người ấy liền trốn ra khỏi thành trong ban đêm theo con đường vườn vua do cửa giữa hai bức vách đi thẳng đến Araba. Nhưng đạo binh của người Canh Đê đuổi theo và đuổi kịp sê kia trong đồng Jericho thì bắt và đem về cho Nebuchadnezzar vua Babylon tại ripla trong đất Hamad. Tại đó, vua bị Nebuchadnezzar đoán xét. Vua Babylon giết các con trai sê kia trước mặt vua ấy tại ripla Vua Babylon cũng giết các kẻ cả nước Judah nữa đoạn khiến mắt mắt vua sê kia dùng xiên mà xiên lại để điệu về babylon người canh đê dùng lửa đốt cung vua và nhà cửa của dân sự phá tường thành jerusalem nebusa adan làm đầu thị vệ bắt những người dân còn sót lại trong thành và những kẻ hàng đầu cùng dân sót lại trong đất đem về làm phu tù bên nước babylon còn như những kẻ nghèo khó không có sản nghiệp chi hết thì Nebuchadnezzar làm đầu thị vệ, để chúng nó lại trong đất Judah. Cùng một lúc ấy, người cấp cho chúng nó những vườn nho và ruộng. Nebuchadnezzar, vua Babylon, truyền lệnh cho Nebuchadnezzar làm đầu thị vệ về việc Jeremy rằng, hãy đem người đi, săn sóc người và đừng làm hại, nhưng phải đãi người theo ý muốn riêng của người. Nebuchadnezzar làm đầu thị vệ, Saban làm đầu hoàng quan, Nẹt Gan Sarese làm đầu bác sĩ và hết thảy các quan tướng của vua Babylon, sai tìm Jeremi trong hành lang lính canh, rồi trao người cho Gedalia, con trai Ahikam, cháu Saphan, đặng đưa người về trong nhà, người bèn ở giữa dân sự. Khi Jeremi còn bị giam trong hành lang lính canh, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng người như vậy: ngươi khá đi và bảo ebed melet người Ethiopia rằng đức giê-hô-va vạn quân đức chúa trời của israel phán như vậy này đến ngày đó ta sẽ làm ra trước mặt ngươi mọi lời mà ta đã phán nghịch cùng thành này cho nó mang họa và chẳng được phước đức giê-hô-va phán nhưng trong ngày đó ta sẽ giải cứu ngươi thì ngươi sẽ không bị nộp trong tay những người mình sợ vì ta sẽ cứu ngươi chắc thật Ngươi sẽ không ngã dưới lưỡi gươm. Ngươi sẽ lấy được sự sống mình như của cướp. Vì đã để lòng trông cậy trong ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 52 Khi Sê-đê-kia lên làm vua, có 21 tuổi, trị vì 11 năm tại thành Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là hamuta ta con gái của giê rê người Lip-na. Vua ấy làm điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va. Như mọi việc, vua Jehoiakim đã làm. Vì cớ Đức Giê-hô-va nổi giận, thì điều đó xảy ra trong giê và juda cho đến Ngài ném bỏ chúng nó khỏi trước mặt mình. Sê-đê-kia giấy loạn nghịch cùng vua Babylon Ngày mùng 10 tháng 10 năm thứ 9 đời vua Sê-đê-kia, thì nê vua Babylon đem cả đạo binh mình đi đánh giê đóng trại nghịch cùng nó, và chúng nó lập đồn vây lấy. Thành bị vây mãi đến năm thứ 11 đời vua sê đê kia Ngày mồng 9 tháng 4, trong thành bị đói kém lắm. Đến nỗi dân của đất này không có bánh nữa. Vách thành bị phá vỡ. Hết thảy những lính chiến bèn trốn ra khỏi thành lúc ban đêm và do cửa ở giữa hai cái vách gần vườn vua mà đi ra. Trong khi người canh đê đang vây thành, thì chúng nó chạy trốn hướng về Araba. Nhưng đạo binh của người canh đê đuổi theo vua. Khi đã đuổi kịp kia tại đồng bằng Jericho, thì quân vua chạy tan và bỏ vua lại. Người canh đê bắt vua và dẫn đến cùng vua Babylon tại Ripla, trong đất Hamad. Nơi đó, vua bị vua Babylon xử đoán. Vua Babylon khiến giết các con trai của sê kia trước mắt người, cũng khiến giết mọi quan trưởng Judah tại rip Đoạn sai móc mắt sê kia lấy xiềng xiềng lại. Vua Babylon đem sê kia về Babylon, khiến giam trong ngục cho đến ngày người chết. Ngày mùng 10 tháng 5, năm thứ 19 về đời Nebuchadnezzar vua Babylon, thì Nebuchadnezzar quan đầu thị vệ hầu vua Babylon vào thành Jerusalem. Người sai đốt nhà Đức Giê-hô-va, cung vua và hết thảy nhà cửa trong thành Jerusalem. Mọi nhà lớn cũng đều phó cho lửa. Rồi cả đạo binh của người Canh-đê thuộc quyền quan đầu thị vệ phá hết thảy các vách thành chung quanh Jerusalem. Những kẻ rất nghèo trong dân với những kẻ sống sót đang ở trong thành những kẻ đã hàng đầu vua Babylon và từ trong đám đông sót lại, thì Nebusa quan đầu thị vệ, bắt đem đi làm phu tù hết thảy. Nebusa quan đầu thị vệ, chỉ để những người rất nghèo khó lại trong đất, đặng trồng vườn nho và làm ruộng. Quân canh đê phá tan các cột đồng trong nhà Đức Giê-hô-va, cả đến đế tảng và biển đồng trong nhà Đức Giê-hô-va, rồi đem những đồng đó về Babylon. Những nồi, vá, kéo, chậu, thìa, cùng hết thảy khí mạnh bằng đồng về việc thờ phượng, chúng nó cũng đều đem đi nữa. Quan đầu thị vệ lại khuân đi cả những chén, lư hương, chậu, nồi, chân đèn, thìa và bát. Phàm những đồ gì làm bằng vàng thì lấy vàng, đồ gì làm bằng bạc thì lấy bạc. Còn như hai cột đồng, biển đồng và 12 con bò đồng dùng làm đế nó mà vua Salomon đã chế tạo cho nhà Đức Giê-hô-va. Đồng của những đồ ấy thì không thể cân được. Mỗi cột cao 18 thước, yêu vi 12 thước, trong tầm phỏng dài bằng 4 ngón tay. Trên đầu cột có chóp đồng, cao 5 thước. Chung quanh chóp, có lưới và trái liệu đều bằng đồng cả. Cột kia giống như cột này, cũng có lưới và trái liệu. Bốn bề có 96 trái liệu và hết thảy những trái liệu đặt xung quanh lưới cộng là 100. Quan đầu thị vệ Bắc Seraya, thầy tế lễ cả và Sophoni, thầy tế lễ phó cùng ba người giữ cửa đền. Cũng bắt tại trong thành một hoạn quan coi lính chiến, bảy người cẩn thần của vua ở trong thành, một viên thơ ký của quan chánh lãnh binh coi việc mộ dân trong đất cùng 60 người dân đất đó gặp tại trong thành. Nebusa Adan, quan đầu thị vệ, đem hết thảy những tù ấy về cho vua Babylon tại Ripla. Vua Babylon sai đánh và giết họ tại Ripla trong đất Hamad. Ấy vậy người Juda bị điệu đi làm phu tù khỏi đất mình. Này là dân mà Nebuchadnezzar đã đem đi làm phu tù. Năm thứ bảy, 3.023 người Judah năm thứ 18 đời Nebuchadnezzar từ thành Jerusalem bắt đi 832 người. Năm thứ 23 đời vua ấy, Nebuchadnezzar quan đầu thị vệ đem đi 745 người Juda, hết thảy là 4.600 người. Năm thứ 37, sau khi vua Juda là Jehoiakim bị bắt, tức là năm đầu vua Babylon là Evin Merodach mới lên ngôi, ngày 25 tháng 12, vua này trả lại chức vua cho Jehoiakim vua Juda và đem ra khỏi ngục, lấy lời lành nói với và lập ngôi người cao hơn ngôi các vua cùng ở với mình tại Babylon. Lại sai đổi áo tù, Jehoiakim được ngồi bàn với vua trọn đời mình. Jehoiakim còn sống bao lâu thì vua Babylon ban đồ cần dùng hàng ngày cho mãi mãi trọn đời người.